Hoàng Ngọc Tuấn ơi, tôi Trinh nhớ là trong một cái bài viết nào đó thì nhà văn Nguyễn Tuân có lần tuyên bố là cuộc đời con người làm văn có vẻ như chỉ có hai việc, chân thì đi mà tay thì viết. Câu này theo anh, quan điểm cá nhân thì anh thấy nó có đúng Cái này là nó vừa đúng mà vừa sai. không? Nếu mà nói vậy thì có vẻ như ba phải, nhưng mà có lẽ là vậy, nó cũng tùy theo trường hợp của từng người. Và chính ông Nguyễn Tuân sau này ông cũng sửa lại, ông có thêm một câu nữa là người làm nghiệp văn thấy hình như đời mình, nghề mình chỉ thâu tóm lại có ba việc cơ bản: đi, đọc và viết. Có nghĩa là ông phải thêm cái chỗ đọc vô Chỗ nữa. đọc nữa, chứ còn nếu chỉ đi thôi mà không có đọc thì là không có gì để mà viết. Đi, đọc và viết. Nhưng mà có những người ta không đi, người ta vẫn đọc và viết. Và có những người đi rất nhiều, như là Marco Con đường tơ lụa. Polo. Ông ta đi là một nhà du hành vĩ đại, nhưng rồi ông để lại một cái cuốn hồi ký du hành của ông, thì nó cũng là một cuốn hồi ký du hành, chứ không ai xem đó là một tác phẩm văn học hết Có nghĩa là chân thì đi nhưng mà tay thì viết, nhưng mà viết ra cái gì mới là chuyện á. khác đúng Mới là không? chuyện khác. Viết như là sáng tác văn chương, đó là một cái chuyện khác với cái kiểu là viết du ký. Có rất nhiều người chỉ viết được là kể lại những cái chuyện mình đi thôi, nhưng mà nó không có cái gọi là văn, không có cái chất văn. Không phải ai đi rồi cũng thành nhà văn. Ví dụ như ông phi công thì Dạ, có thể đi từ cuộc nước này đời nước của kia, ổng đi suốt đi suốt. vẫn không bao giờ là nhà văn. Những người tài xế đi xuyên tiểu bang chẳng hạn thì họ cũng không có thể là nhà văn. Cho nên cái chuyện đi nó không nhất thiết nó phải gắn liền với chuyện viết. Vả lại bây giờ trong cái thời đại thông tin toàn cầu này thì cái người đi chưa chắc đã biết được nhiều bằng người ngồi ở nhà. Ví dụ mình bỏ ra 10 tiếng đồng hồ đi, mình đi từ đây xuống Melbourne thì mình đến nơi đã hết 10 tiếng đồng hồ rồi. Thì trong 10 tiếng đồng hồ đó, người bạn của mình ngồi ở nhà mở internet lên để nghiên cứu về những cái cảnh đẹp, tất cả những điều thú vị ở Melbourne. Thì trong 10 tiếng đồng hồ đó, cái anh ở nhà biết nhiều hơn cái anh đi. Và anh đi đến nơi 10 tiếng rồi phải nằm ngủ chứ, phải mệt nhoài chứ. Vâng. Thì thật ra đi nó cũng có cái hay của nó, là mình gặp được những cái văn hóa khác, con người khác, cái cảnh vật nó khác, và có thể gặp những câu chuyện thú vị để ghi nhận, vân vân, có thêm cái chất liệu cho chuyện viết. Nhưng mà nên nhớ rằng nếu đi vù vù thì tất cả những cái chuyện mới nó dàn trải trước mắt mình, giống như mình xem một cuốn phim vậy đó, mà chưa chắc nó đã thấm đủ để mình viết. Cho nên cái gọi là chất liệu đó nhiều khi nó cũng nằm rất cạn, chứ nó chưa có sâu đủ để nó thành một cái gì đó mà nó làm một cái chất xúc tác mạnh và biến thành một tác phẩm văn chương được. Thật ra không có cái gì là hoàn toàn chắc chắn. René Maria Rilke viết cái cuốn Sầu Ca ở lâu đài Duino thì trong 10 năm ông ta không đi đâu á. Ông ta có những cuộc du hành trong tâm hồn, hay là cuộc du hành bằng tâm linh chẳng hạn. Cái cuộc du hành đó ông ta có cái con đường để mà ông ta đi, con đường của sự sáng tạo ở bên trong, chứ không phải đi bằng bước chân của mình. Thì cái đó nó là một cái con đường khác. Nhưng mà cái hình ảnh con đường nó vẫn là một cái hình ảnh nó rất là phong phú trong tất cả những thơ văn của thế giới này. Hầu như không có một nhà thơ hay là một nhà văn nào mà không nhắc đến con đường. Và khi nhắc đến con đường thì người ta nghĩ đến chuyện đi. Và cái con đường nó mang rất nhiều ý nghĩa biểu tượng khác nhau lắm. Nó có thể nó mang ý nghĩa là từ chỗ này đến chỗ kia. Nó có thể nó mang ý nghĩa của một sự hứa hẹn mà chúng ta chưa từng biết. Con đường dẫn đến một chân trời nào khác mà chúng ta không biết. Nó có thể nó mang ý nghĩa của sự phát triển trong cái sự hứa hẹn một cái gì tốt đẹp hơn. Hoặc là khi nói đến con đường, có nhiều cách nói con đường, có những con đường bế tắc nữa, có những con đường ngõ cụt nữa, thì hình ảnh con đường rất là phong phú. Vậy thì anh Hoàng Ngọc Tuấn, ví dụ đi, một nhà văn nào đó đã đi và dùng cái chuyện đi đó, cái chuyện nhìn ngắm đó, cái hành trình đó trở thành cái chất liệu để làm nên một cái tác phẩm thực sự được gọi là văn chương. Có lẽ nhiều, nhưng mà cái cuốn thú vị là cái cuốn Narrow Road to the Deep North, có nghĩa là con đường hẹp dẫn đến miền Bắc sâu thẳm, của nhà thơ Basho vào thế kỷ thứ 17 ở Nhật Bản. Ông đã bỏ ra khoảng 150 ngày đi bộ lang thang và đi qua 2.400 km từ vùng nọ đến vùng kia ở nước Nhật. Và khi đi, ông ấy ghi lại bằng cái dạng là tùy bút và kể cả thơ hài cú nữa. Khi ông qua đời rồi thì cái cuốn đó mới được xuất bản, là cuốn đó được xem là một tác phẩm mang giá trị văn chương cao. Thì cái đi của Basho cũng giúp ích cho cái chuyện viết chứ. Nhưng mà không phải ai cũng vậy.
Nhưng với những người không đi thì sẽ thế nào? Con đường trong sáng tác như thế nào? Đó có phải là con đường của sự tưởng tượng không anh Hoàng Ngọc Tuấn? Đúng rồi, đó có là con đường của sự tưởng tượng đấy chứ. Nhưng mà cũng có thể nó là một con đường mà đối với chúng ta đó là sự tưởng tượng. Nhưng mà đối với chính người viết ấy là con đường có thật. Một con đường ở bên trong. Nhà thơ Palestine, nhà thơ Mahmoud Darwish, ông có làm một cái bài thơ nó có nhan đề là "Tôi sẽ rong ruổi con đường này". Thì nhà thơ Diễm Châu có dịch, trong đó có những câu như thế này: "Tôi sẽ rong ruổi con đường dài này, con đường quá dài này cho tới tận cùng, tới tận cùng trái tim. Tôi sẽ rong ruổi con đường dài quá dài này. Tôi chẳng còn gì để mất ngoài bụi và những gì đã chết trong tôi. Tôi bảo tôi sẽ rong ruổi con đường dài này cho tới tận cùng bản thân tôi." Như vậy, mình không thấy được con đường của ông, nhưng ông thấy nó rất rõ, ông đi theo cái con đường của ông. Một con đường vô hình. Thì có lẽ là cái đó là một cái con đường phong phú nhất cho cái sự sáng tạo văn chương chăng? Những con đường không đi bằng chân mà đi bằng bàn phím và bằng ngồi viết, bằng trí não. Đúng rồi. Nhưng mà ngay cả những con đường như vậy không phải lúc nào nó cũng thông suốt đâu nha. Nhà thơ Ba Tây, Carlos Drummond de Andrade, ông có làm một bài thơ là "Giữa con đường". Một bài thơ rất lạ. Con đường này chắc chắn là không phải là con đường ở bên ngoài rồi. Mặc dù mình đọc mình cứ tưởng tượng nó là con đường bên ngoài. Bài thơ như thế này: "Giữa con đường có một tảng đá. Có một tảng đá giữa con đường. Có một tảng đá. Giữa con đường có một tảng đá. Tôi không bao giờ quên biến cố ấy lọt trong đời cái võng mạc mệt của tôi. Tôi không bao giờ quên giữa con đường có một tảng đá. Có một tảng đá giữa con đường. Giữa con đường có một tảng đá." Một bài thơ rất là lạ lùng. Nhà thơ đang bị mắc kẹt giữa một con đường. Cái con đường này chắc chắn là bị trở ngại. Nhưng cái cách lặp đi lặp lại này nó khiến cho cái con đường này nó tạo thành một sự ám ảnh đối với người đọc. Và người ta thấy rõ ràng con đường nó không nằm trong cuộc đời này. Và nó không phải là một con đường bình thường chỉ có một tảng đá. Mà nó là một con đường thuộc về số phận. Một con đường của tâm hồn, một con đường nó trải dài suốt một đời người. Và bây giờ bị nghẽn, nó bị kẹt. Thì có những cái đất nước ở những giai đoạn nào đó, rất nhiều nhà thơ cũng có thể nhìn thấy một cái cảnh giống như nhà thơ này. Nhưng mà người ta diễn tả bằng một cái cách khác. Ví dụ như là cố thi sĩ Nguyễn Phan Thịnh, ông đã qua đời rồi. Ông có viết một cái bài thơ có nhan đề là "Những con đường", trong đó có những câu như thế này: "Trên những con đường không dẫn về đâu, người vẫn đi và không biết đi đâu. Và ám ảnh chân trời xa tít, hạnh phúc nhỏ nhoi bên kia mặt đất. Vậy thôi." Thì cái này cũng giống như cái con đường có cái tảng đá kẹt của nhà thơ Ba Tây. Nhưng mà cũng rất lạ, cũng trong cùng một đất nước vậy, cũng trong cùng cái tâm trạng của một con người. Chẳng hạn như nhà thơ Trần Tiến Dũng, ông sống ở tại Sài Gòn. Vào mùa xuân, vào ngày Tết, ông cảm thấy vui. Thì ông viết thơ như thế này: "Mọi con đường đều thẳng trong một ngày xuân bình thản. Nhưng mà rồi đến tháng 4, ông bị bức xúc bởi biến cố 30 tháng 4. Khi ông nhớ lại năm 1975 thì ông làm thơ: "Mọi con đường đều gãy trong một ngày bình thản." Nghĩa là ông nhìn thấy một con đường nhưng mà cũng tùy tâm trạng thôi. Con mắt thì thấy con đường như vậy, nhưng cái con mắt của tâm hồn lại thấy một con đường khác, một con đường trừu tượng ở trên cái con đường cụ thể kia. Nhưng có khi nào là có một con đường cụ thể nhưng mà lại không có con đường ở trong thi ca không anh Tuấn? Có chứ. Trong cái bài thơ "Cái chết tồn tại trong ta" thì nhà thơ Nguyễn Lẩm Thắng có làm một câu thơ rất là lạ. Đó là: "Không có con đường trên những con đường, sự khát đói tình người đã kiệt. Không có sự tắc thở nào giống nhau, chỉ có nước mắt mặn bằng nhau." Bài thơ rất buồn, nhưng mà nói được một cái hình ảnh rất lạ là không có con đường nào trên những con đường. Cái hình ảnh con đường ở trong sáng tác nó giống như là không phải là chuyện đi nữa, mà là một cái gì đó hy vọng, một cái con đường dẫn tới một cái gì, điều gì đó, không phải là một con đường vật chất. Vậy thì có khi nào có một con đường nào đó, con đường không dẫn tới đâu cả? Con đường không dẫn tới đâu là như một cái thứ tuyệt lộ vậy. Một cái nhà thơ Rumani là ông Horia Badescu có làm một cái bài thơ rất dài, ông gọi là "Những tam đoạn luận của con đường". Ở trong đó có cái đoạn đầu tiên nữa, ông viết như thế này: "Con đường không tới từ đâu hết và cũng chẳng đi đâu bao giờ. Từ không đâu hết sinh ra, không tìm thấy ở đâu.
cái chết, mọi con đường đều tới và đi từ bản thân. Có nghĩa là con đường đi từ bản thân đến bản thân. Cho nên ông mới nói tiếp rằng là không ai bước trên đường, chính con đường là kẻ tiến bước nơi mỗi người. Trạng thái của con đường là trạng thái hiện hữu của sự vật. Cái chùm thơ này rất là lạ. Trong đó có một cái đoạn nữa ông ta viết về thơ và cái con đường ở trong thơ. Bài thơ tự bản thân là một con đường. Con đường của bài thơ là chính bài thơ. Có nghĩa là cái cuộc du hành của một nhà thơ trên cái con đường sáng tạo, thì nhà thơ ấy du hành trong chính cái bài thơ của mình. Và khi nhà thơ bắt đầu viết cái chữ đầu tiên trên giấy là bắt đầu cuộc hành trình. Đến khi viết xong bài thơ rồi thì xong cuộc hành trình. Nguyên cái hành trình nó nằm trong cái bài thơ đó. Và bài thơ đó là con đường mà nhà thơ đã đi qua rồi. Có một cái hình ảnh rất là lạ của nhà thơ Nguyễn Lập Thắng trong cái chùm thơ ngắn 36 bài. Thì cái bài đầu tiên anh viết như thế này: đứa trẻ cầm bàn chân đưa vào miệng mình mút lấy, ngày mai bàn chân đi khắp chốn, miệng là con đường đầu tiên của bàn chân. Cho nên khi nói miệng là con đường đầu tiên của bàn chân, có lẽ thi sĩ muốn nói cái con đường mà để một con người có thể đi qua là ngôn ngữ, là sự tự do phát biểu, là cái tiếng nói của mình. Vì nếu mình sống mình không thể nói được một điều gì cả thì giống như mình không có đi đâu được bao giờ. Nói như nãy giờ đó, là khi nhà thơ sáng tác làm ra một bài thơ chính là tạo ra một cái con đường, và bài thơ là con đường. Vậy thì khi mà nhà thơ tạo ra một bài thơ khác, sáng tác ra một bài thơ khác, thì cái bài thơ mới đó, cái con đường mới đó, nó có phải là con đường mà nhà thơ đã từng đi qua, đã từng nói đến trong cái tác phẩm trước không anh Hoàng Ngọc Tuấn? Ừ, cái đó là có lẽ là mỗi bài thơ là một con đường khác, có lẽ phải nói thêm như vậy. Có phải thêm chữ khác vô trong chữ đó khác. Đúng không? Có một nhà thơ Pháp là ông Robert Desnos, ông có làm một cái bài thơ có nhan đề là Giải băng Mobius mà nhà thơ Hoàng Ngọc Biên đã dịch ra. Trong đó có cái lời giải thích: con đường ta chạy qua sẽ không cùng là đường ấy khi ta chạy trở lại. Ta có chạy theo đường thẳng cũng bằng thừa, nó đưa ta đến một nơi khác. Như vậy, mỗi lần làm một bài thơ là mở ra một lộ trình mới cho sự sáng tạo. Khi mà chúng ta đọc những bài thơ của những nhà thơ đi trước, có nghĩa là chúng ta đang đi trên cái con đường sáng tạo của người đi trước, thì chúng ta học hỏi được gì từ những con đường đó anh Hoàng Ngọc Tuấn? Học cái thái độ sáng tạo của những người đó để chúng ta tự đi, tự mở ra con đường cho mình. Học cái cách mở đường chứ không phải đi theo những con đường đã mở ra. Tại vì như là nhà thơ Antonio Machado nói là không có con đường đâu, chỉ có cái bước chân đi nó mới mở ra những con đường. Thế nhưng như là nhà thơ Mỹ là Walt Whitman, ông ta vẫn đầy lạc quan. Và đọc thơ ông mình cảm thấy rất sung sướng, là vì ai cũng có thể hân hoan bước ra một con đường lớn cho cuộc đời mình hết á. Trong cái bài thơ, bài ca Con đường mở, Walt Whitman ngay từ đầu đã viết như thế này: sẵn sàng và hân hoan, tôi bước ra con đường mở, khỏe khoắn, tự do, thế giới trước mắt tôi. Con đường nâu dài trước mắt tôi dẫn đến bất cứ nơi nào tôi chọn. Trong này ông nhấn mạnh chữ tôi chọn, I choose. Có nghĩa là mình phải chọn lấy cái hướng đi của mình. Cái con đường của chúng ta mở ra thình thang trước mắt đó là con đường của sự sáng tạo. Nhưng mà mình phải biết chọn, nên mình không đi lại trên con đường của người khác. Và ở trong cái bài thơ Song of Myself, cũng ở trong tập Lá Cỏ đó, tập Leaves of Grass, Walt Whitman có viết cái đoạn này rất hay nè: not I, not anyone else can travel that road for you, you must travel it for yourself. Không phải tôi, không phải bất cứ ai khác có thể du hành trên con đường đấy cho bạn đâu, bạn phải tự du hành lấy. Những cái nhà thơ đi trước, những nhà văn đi trước mở ra những con đường sáng tạo, những người đi sau nhìn thấy và chỉ học được một điều, đó là học cái cách mở đường chứ không phải là học đi theo con đường của những người đã mở ra. Bây giờ chúng ta trở lại với là bài thơ của Antonio Machado. Bài thơ nói là không có con đường nào cả. Bây giờ mình xin mời Tú Trinh với lại thính giả nghe giọng hát của Alberto Cortés, rồi mình dịch lai rai theo cái ý nghĩa của bài thơ này nha. La 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 la
donde son tus huellas, el camino y nada más. Caminante son tus huellas. Hỡi kẻ du hành, chính vết chân ngươi là con đường và không còn gì khác. Hỡi kẻ du hành, không có con đường. Con đường sinh ra dưới bước chân đi. Từng bước chân ngươi tạo ra con đường. Và khi nhìn lại khung cảnh sau lưng, ngươi thấy lối đi ấy không bao giờ có bước chân ngươi trải lên lần nữa. Hỡi kẻ du hành, không có con đường, chỉ có vết bọt nước trên biển cả.